Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là có phân tầng ba đường tiếng nè. Bộ này rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Và một cái cặp loa bass Fortet anh em nha. Cặp loa bass Fortet, cặp này cũng cực kỳ đẹp luôn. Fortet cái model là FW305 nha anh em. Cặp này rất mới luôn. Và cặp loa trung ha, và cặp loa trép còi của Trio, và một cái cặp loa trép kèn ha, cặp loa trép kèn Victor. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip và báo giá từng cặp một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng nha. Anh em xem kênh nhờ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha, để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những món đồ mà em sưu tầm. Đầu tiên đây là một cái cặp loa trung ha, cặp loa trung của Nhật có đường kính là 11 phân nha anh em nha. Đó, 11 phân kém một tí. Còn chiều xéo em nói ha, chiều xéo em nói là 12 phân hơn nha. Đó. Con này là trung màn giấy nha, màn giấy. Gân là gân vải ha. Màn giấy gân vải zin 100% nha anh em nha. Zin nguyên bản hoạt động hoàn hảo cho anh em mình. Cặp loa trung của Kenwood nha. Dòng này thì được sản xuất tại Nhật nha anh em nha. Và cũ là cũ bọc từ và bên trong là hai từ nha. Xương là sơn màu quân đội anh em ạ. Lon nguyên zin nguyên bản ha. Nguyên zin nguyên bản và rất là đẹp luôn. Màn giấy lo cực kỳ đẹp nha anh em nha. Và cũ lo cũng đẹp luôn ha. Bảy màu đẹp long lanh, không có bị hen rỉ gì hết nha. Đẹp keng nha anh em nha. Đẹp long lanh luôn. Zin là zin nguyên bản cho anh em mình ha. Anh em mình ghép vào karaoke và nghe nhạc với những cái dòng trung này thì tiếng rất là tốt. Cặp này thì giá là 800.000 nha anh em nha. Cặp loa trung này giá là 800. Anh em mình chơi hàng Nhật này cho nó hay ha. Anh em mình mua hàng chợ cũng mấy trăm rồi, anh em mình bù thêm xíu nữa, chơi hàng Nhật xịn zin đẹp như thế này thì nó đáng tiền hơn rất là nhiều nha anh em nha. Cặp loa trung này giá 800 nha, rất đẹp. Và đây là một cái cặp loa trép trép còi của Trio nha anh em nha. Con này nó có đường kính mặt là 9 phân anh em nha, 9 phân. Đây. 9 phân nha. Còn chiều xéo em nói là 11 phân hơn tí ha. Đây là một cái cặp loa trép còi của Trio nha anh em nha, cặp loa trép còi của Trio. Con này 16 ohm nha anh em nha, 16 ohm 20W ha. Những cái còi 16 ohm thì kêu rất là hay. Đó, cái này anh em mình ghép vô những cái thùng loa nghe nhạc ha, hoặc là những cái cặp thùng toàn giải mà thiếu tiếng trép á thì anh em mình ghép mấy cặp còi này. Vô tiếng rất là hay. Cặp còi này thì giá là 1.3 triệu nha anh em nha. Cặp còi này giá là 1.3 triệu. Cái mặt này hình như là bằng sắt anh em ạ, không phải bằng nhựa đâu nha, mặt là bằng sắt. Đây là cái cặp còi Trio ha. Đó, 16 ohm 20W max ha. Đó, còi 16 ohm thì tiếng kêu rất là tuyệt vời. Sản xuất tại Nhật luôn nha anh em nha, sa băng. Đây. Bên đây thì nó có hơi tróc sơn một vài điểm nhỏ nè ha, anh em mình thấy ha. Đó. Thì cái cặp còi này giá là 1.3 triệu nha, nguyên zin nguyên bản nha anh em nha, nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt cho anh em mình nha, giá là 1.3 triệu. Bên có sơn đỏ là cộng nha anh em. Và đây là một cái bộ phân tầng ba đường tiếng nha anh em nha, bộ phân tầng ba đường tiếng. Bộ này thì nó xài tủ Elna nha. Bộ này thì nó xài tủ Elna. Đó. Và trở rất là nhiều luôn anh em ạ, nha. Đây. Có một cục xeo nó giấu ở dưới với mấy con chợ nữa nè. 4 xeo. 8 con trở nha anh em nha, 8 trở. Và 3 tụ ha. Đó. Trở rất là nhiều anh em ạ. Những con trở này rất có giá trị nha. Này anh em mình mua bộ phân tầng này về lấy mấy con trở để mà chế cho kèn nghe cũng rất là sướng luôn anh em. Còn anh em nào mà mình muốn dùng nguyên bộ thì dùng nha. Nguyên bộ này đang hoạt động hoàn hảo nha anh em nha. Đang hoạt động hoàn hảo, hát tốt hết nha anh em. Hoạt động hoàn hảo, hát tốt hết nha. Đó. Này nó làm trên một cái miếng thép. Miếng thép vàng tươi luôn em ạ, không có bị hen rỉ hết trơn nha. Miếng thép vàng tươi luôn, rất là đẹp nha. Đây. Tụ em nè. Xeo. Xeo đồng. Trở. Zin xịn hết nha anh em nha. Zin 100% nha. Những cái keo này là keo zin của hãng đổ luôn nha anh em. Keo zin của hãng đổ hết nha. Đó. Rồi, cái bộ phân tầng này là ba đường tiếng nha, bass, trung và chép. Và nó có bốn cái tinh chỉnh nha. Bốn tinh chỉnh cho dãy trung và dãy chép ha. Anh em mình có thể tinh chỉnh lớn nhỏ. Tinh chỉnh này cũng còn rất là đẹp luôn ha. Bốn tinh chỉnh. Bốn tinh chỉnh và bộ phân tầng này bao gồm bốn tinh chỉnh và dây ha. Dây rắc đầu như trên video. Đó, dây khá là dài nha anh em nha. Dây khá là dài. Đó, rất là đẹp, rất là gấu luôn. Thì bộ này giá là 1.6 triệu nha anh em nha. Bộ này giá là 1.6 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nha.
Và đây là một cái cặp loa jack kèn của Victor ha. Cặp này cũng là 16 ohm nha anh em nha. 16 ohm nó ghi có 10W rồi, còn công suất mát thì nó không có ghi nha. Này nó ghi 16 ohm 10W ha. Con này con kèn của Victor nha, 16 ohm. Đây. Cái họng này là họng bằng như họng bằng sắt hay sao đó anh em ạ. Họ mạ ở dưới này là 7 màu nha. Này của Nhật họ hay mạ 7 màu vậy á. Còi là còi móng ngựa nha anh em nha. Còi móng ngựa nguyên zin nguyên bản nha. Nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt cho anh em mình nha. Đó, còi móng ngựa nguyên zin. Đây. Những cái miếng nỉ này là nguyên zin của hãng dán nha. Đó, mấy miếng nỉ này là hãng dán. Cặp còi của Victor, cặp này cái mặt nó khá là to nha anh em nha. Cặp còi này cái mặt nó tới 18 phân hơn lận nha. Đó, 18 phân hơn lận. Và ở phía dưới là họ xi cái màu vàng tươi rất là đẹp, nhưng mà ở trên là họ sơn tĩnh điện màu đen lại nha. Đó, sơn tĩnh điện màu đen lại. Cặp còi này tình trạng là nguyên zin nguyên bản nha anh em nha. Nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt nha. Đó. Sơn này là sơn zin của hãng sơn nha anh em, sơn zin. Cặp còi này thì giá là 2.8 triệu nha. Cặp còi này giá 2.8 triệu. Bên đây cũng vậy ha. 16 ohm 10W ha. Đây. Bên có chấm sơn đỏ này là cộng nha anh em nha. Bên không có chấm sơn đỏ này là trừ. Đây. Thì trên mặt nó có một cái vài điểm trầy nhỏ nhỏ nè ha. Cái này về anh em mình thích đẹp thì anh em mình xịt sơn lại mấy cái này sơ qua cái là đẹp à. Cái này nó trầy trên bề mặt nha. Đó, anh em mình che cái này lại, anh em mình xịt sơn cái vành cái là rất là đẹp. Đó. Cặp còi này tình trạng là nguyên zin nguyên bản nha. Nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt nha anh em nha. Cặp này thì giá là 2.8 triệu nha anh em. Cặp còi này giá là 2.8 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em nha. Cặp này cái mặt nó khá là to nha anh em nha. Mặt nó tới 18 phân hơn lần nha. Đó. Đây găng tay em là 20 phân nè. Cái mặt này là 18 phân hơn. Ha. Rồi. Cặp này rất là ít nha. Cặp này rất là ít, lâu lâu mới mua được cặp thôi. Nó không có nhiều hàng đâu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em. Và cuối cùng đây là cặp loa bass Fortet anh em nha. Cặp loa bass Fortet. Fortet có mã là FW305 nha. Đó. Đây, woofer ha. Cái này là hát bass rồi trầm luôn anh em nha. Con này tiếng trầm đánh rất là tốt. Con này trở kháng là 8 ohm nha, 8 ohm và công suất là 40 cho tới 125W nha anh em nha. Đó. 8 ohm và 40 cho tới 125W ha, dòng loa Fortet nha. Fortet xịn nha anh em. Hình như tem này là tem nhôm đó anh em ạ. À. Em thấy nó khá là dày nha. Gờ cảm giác nó khá là dày. Đó, chắc là tem nhôm anh em. Tem nhôm nha, tem nhôm. Không phải tem giấy đâu. Rất là dày. Và gờ vô thì nó có độ mát mát nha. Đó. Tem xịn có hãng nha anh em nha. Tem xịn có hãng. Và cọc lo rất là xịn sò luôn nha. Đó. Những dòng này cọc lo làm hơi bị xịn luôn đó anh em ạ. À. Cọc lo nhấn rất là sướng nha. Cọc này hơi bị xịn luôn nha anh em nha. Đây. Sơn si rồi là nguyên zin hết nha. Cặp này về rất đẹp luôn anh em. Sơn si là nguyên zin hết ha. Đây. Sơn si thì chưa có bong tróc gì nha. Đó, anh em mình thấy. Nước sơn rất là đẹp luôn. Để em quay quay màn trước nha. Đó. Đây, để em soi cho anh em mình xem hai cái màn lo nè. Này từ tới màn cho tới củ đều rất là đẹp nha anh em nha. Đó, màn lo và củ lo đều rất là đẹp. Đây, hai cái màn lo đây nha. Đó. Hai màn lo rất đẹp luôn anh em nha. Và củ lo xương lo gì cũng đẹp hết ha. Lo là nguyên zin nguyên bản nha anh em nha. Nguyên zin nguyên bản ha. Keo chỉ anh em mình thấy nè. Đó. Nguyên zin hết nha anh em. Lo rất là đẹp ha. Mấy hàng này là em tuyển chọn khá là kỹ nha. Thì những cái dòng này nó cũng khá là ít trên thị trường nha anh em nha. Nó không có nhiều đâu. Đó, cặp này rất đẹp luôn. Thì cặp này tình trạng là nguyên zin hết, trừ là thay cái viền mút này nha. Đó, cái viền em đang chỉ nè. Là cái viền này theo năm tháng thì nó mục nha. Cái viền mút của nó sẽ mục ha. Cho dù là có dùng hay không dùng gì cũng vậy, nó sẽ bị mục nha. Thì bên em đã thay cái viền xịn cho anh em mình rồi ha. Viền này thì anh em mình chơi rất là ok luôn, rất là ngon luôn nha. Viền này thì rất là xịn sò. Đó. Đây anh em mình nhìn cái viền thôi là biết rồi ha. Cái gân anh em. Đó, anh em mình có nơi gọi là gân, có nơi gọi là viền ha. Đây. Viền xịn nha anh em nha. Không phải thay những cái viền rẻ tiền đâu. Đó. Lo là nguyên zin hết nha. Và đây là bộ phận con lo nha anh em nha. Con lo ha. Để em mở đèn lên em soi cho anh em mình xem nha. Đây nè ha. Đó. Con là con nguyên zin hết nha. Con nguyên zin hết. Đây. Anh em mình thấy nha. Đó. Con là con nguyên zin sạch đẹp luôn nha anh em.
nhện đồ cũng rất là sập đẹp luôn nha. Nhện màng ở phía dưới, màng phía trên thì cũng đều rất là đẹp nha. Đó. Mới ton nè anh em, cặp này mới ton nè. Rồi để em quay hai cái củ lo cho anh em mình xem nha. Đây anh em ạ, hai cái củ lo đây nha, lo nguyên sin nguyên bản hết nha, nguyên sin nguyên bản hết. Đó. Đây là hai củ lo ha. Đây anh em, xương lo đây, anh em mình thấy nè. Đó, xương lo rất là đẹp luôn nha, xương lo rất là đẹp luôn. Sơn si là em thấy rất là đẹp nha, chưa có bị bong tróc gì hết nha anh em. Cặp này được bảo quản rất là tốt luôn nha. Cặp này được bảo quản rất là tốt. Đây anh em. Đó. Đây, cái mã số nè ha. Nó giống hết anh em ạ. À. Hai chiếc này là đúng một cặp của nó luôn. Và cặp này chắc người ta sưu tầm, người ta cũng ít chơi anh em. Đó. Đây. Hầu như những cặp này là người ta chỉ bỏ kho thôi chứ người ta ít cái dùng tới anh em ạ. À. Rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đây, hai cái tem đây ha. Phosphat FW305 Woodfer 8 ohm 40-125W. Những cái dòng này thì tiếng bass rất là hay nha. Những dòng này tiếng bass rất là hay. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Cặp này thì từ củ lo ha, củ lo, xương lo cho tới màng lo thì đều rất là đẹp nha. Đó, đều rất là đẹp. Đáng chơi, đáng sưu tầm anh em ạ à, nha. Chơi hay bài đẹp luôn. Đó. Rồi, thì với cặp lo Phosphat FW305 và tình trạng nó đẹp như thế này thì cặp này giá là 5.2 triệu nha anh em nha. Cặp này giá là 5.2 triệu. Nó đồng bộ ha. Đồng bộ và rất là đẹp. Đẹp từ củ lo, xương lo, nhện lo luôn ha. Nhện lo, con lo đầu sạch đẹp hết cho anh em mình luôn. Đó, 5.2 triệu cặp này. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.